Tiếp tục chương trình là thông tin phấn khởi liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thưa quý vị, mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong buổi làm việc với các bộ ngành liên quan và tỉnh Đồng Nai, phấn đấu đến đầu năm 2021 sẽ khởi công dự án. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, chủ đầu tư sân bay Long Thành, khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị để kịp thời công bố dự án vào đầu năm 2021. Trong quá trình kiểm tra, Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giới thiệu về thiết kế tổng thể khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Long Thành và gặp gỡ thăm hỏi một số người dân trong vùng dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành sớm hoàn tất các công việc, phấn đấu đến quý 1 năm 2021 khởi công sân bay Long Thành. Đây là dự án lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 5.000 hộ, các ngành chức năng cần có giải pháp hữu hiệu để tạo đồng thuận trong nhân dân, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Trong quá trình thu hồi đất, tỉnh cần phải giải quyết kịp thời những khúc mắc khiếu nại của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tỉnh phải quản lý chặt chẽ việc xây dựng khu vực quanh sân bay, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ đất. Các bộ ngành liên quan phải cử cán bộ chuyên trách theo dõi, hỗ trợ tỉnh Đồng Nai thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Kính thưa quý vị, trong bản tin vừa qua, chúng tôi có thông tin về vụ việc một người phụ nữ 59 tuổi đột ngột khó thở, khàn tiếng, phù môi, tím tái, mạch nhẹ khó bắt và tử vong sau khi trải qua ca phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam. Sự việc hiện đang gây xôn xao trong dư luận. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc này, thì đại diện truyền thông của Bệnh viện Khang Nam đã lên tiếng và cho rằng đây là sự cố y khoa hết sức đáng tiếc. Ngày 16 tháng 10, sau ít ngày xảy ra sự cố, Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên có vẻ lượt khách ra vào đã ít hơn ngày thường. Nhưng hôm nay là phải vắng tanh, tất nhiên là nó có sự biến cố nó xảy ra như thế rồi. Để cho chị em biết rằng là thôi, giờ sinh mình ra thế nào mình cứ để thế đi. Đừng bao giờ làm ba cái chuyện mà coi như ngày này chưa nọ nữa. Đồng thời có nhiều bàn luận liên quan đến việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Nhưng mà mình làm đẹp thì mình phải cơ thể mình nói như sao, khỏe hay là không khỏe. Khỏe, mình nhóm thấy khỏe mình nên làm, còn không thấy khỏe thì thôi, không nên làm. Về vụ việc dẫn đến tử vong của bệnh nhân 59 tuổi, Việt Kiều Mỹ sau khi căng da mặt tại đây, Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam cho rằng đây là sự cố y khoa, là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc. Bệnh viện cũng như tất cả ban giám đốc, cán bộ công nhân viên và toàn lực lượng để tập trung vào để cứu chữa bằng mọi cách. Nhưng thực sự là cuối cùng thì cũng không qua nổi, cho nên là đây là một cái rủi ro, tai nạn nghề nghiệp. Ngoài ra, về phía gia đình nạn nhân, Bệnh viện Khang Nam cũng cho rằng gia đình bệnh nhân không có khiếu nại, khiếu kiện gì đối với bệnh viện, đồng thời kiến nghị không mổ tử thi. Khi xảy ra sự cố thì cái Bệnh viện Khang Nam đã nỗ lực hết mình. Nói chung là người ta thấy được cái thiện chí của bệnh viện và cái sự việc này cũng không ai mong muốn. Cho nên gia đình cũng cảm thấy rằng thôi cùng với nhau để chia sẻ cái gì nó đã đến và xong thì chúng ta cũng hãy bỏ qua và ngồi lại với nhau để sắp xếp như thế nào tốt nhất. Cho nên gia đình cũng mong muốn là không khởi nhớ lại những cái vấn đề này. Trước đó, ngày 11 tháng 10, bệnh nhân 59 tuổi đến Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam tư vấn làm đẹp do bị lão hóa da mặt và mong muốn được phẫu thuật căng da mặt. Chiều cùng ngày, bệnh viện tiến hành phẫu thuật căng da mặt. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Đến 21 giờ, bệnh nhân đột ngột khó thở, khàn tiếng, phù môi, tím tái, mạch nhẹ khó bắt, đưa vào cấp cứu và tử vong 3 ngày sau đó. Thưa quý vị, một đứa con đã ra đi cũng đủ để làm cho người cha, người mẹ gần như là chết đi sống lại. Thế nhưng mới đây tại Nghệ An, hai bé gái song sinh vừa lọt lòng mẹ đang khỏe mạnh bỗng xuất hiện dấu hiệu bất thường và tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B. Thế nhưng điều đáng nói là hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân hai bé này tử vong không phải do tiêm chủng. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, việc tiêm chủng vaccine được tiến hành đúng quy trình, đúng quy định. Nguồn vaccine được kiểm định chặt chẽ, quá trình vận chuyển, bảo quản cũng đảm bảo. Tinh thần thái độ của đội ngũ y bác sĩ rất tích cực, phù hợp với quy định của ngành. Bước đầu, hội đồng chuyên môn kết luận hai bé tử vong không liên quan đến tiêm chủng vaccine mà do bệnh lý, cụ thể là chứng bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, thể rối loạn chuyển hóa axit béo. Trong quá trình này thì mình đã có sự hỗ trợ kịp thời giữa tuyến trên và tuyến dưới từ bệnh viện Sản Nhi dành cho bệnh viện Tây Bắc
và cũng như là bệnh viện Nhi Trung ương dành cho bệnh viện Nhi chúng ta trong việc tiếp cận để xử lý làm sao mục đích là cứu sống bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân thứ hai. Trước khi cấp vaccine thì vaccine này đã được qua các cái khâu kiểm định rất là chặt chẽ trong chương trình, và cho đến hiện nay thì cũng lô vaccine này chúng tôi đã cấp cho tất cả các tỉnh, 28 tỉnh miền Bắc của chúng ta, với một cái số lượng sử dụng trong 5 tháng gần đây là đưa vào sử dụng là khoảng 190.000 liều vaccine, và cho đến hiện nay chúng tôi chưa ghi nhận bất kể một phản ứng nào nghiêm trọng sau tiêm chủng. Các thành viên trong hội đồng cũng chia sẻ về nỗi mất mát của gia đình hai em bé. Hội đồng chuyên môn chẩn đoán cả hai cháu bé mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa axit béo. Đây là một bệnh lý có tính chất di truyền, tiên lượng bệnh tử vong 100%. Qua sự việc này, hội đồng chuyên môn cũng nhận thấy ở tỉnh Nghệ An có hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện kiểm soát bệnh tật và y tế dự phòng thực hiện tiêm chủng rất đúng quy trình. Nơi cơ sở cháu sinh ra ấy, đã lấy máu gót chân sàng lọc sơ sinh những cái bệnh hiếm này 24 giờ sau khi sinh. Thế nhưng mà, và đây là cái mô hình mà ở những nước phát triển người ta đang triển khai. Thế thì trong trường hợp này thì hai cháu rất tiếc là nó mắc cái thể rất là nặng, là thể xuất hiện ở tuổi sơ sinh. Mà thể xuất hiện ở tuổi sơ sinh thì đối với các bằng chứng y văn của trên thế giới ấy, thì người ta cũng viết luôn cái thể này là cái thể mà tử vong. Trước đó, ngày 9 tháng 10, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Thái, 31 tuổi, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, sinh mổ song thai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Sau khi khám sàng lọc, 8 giờ sáng ngày 11 tháng 10, hai bé được chỉ định tiêm vaccine viêm gan B. Sau đó các bé tử vong vào hai thời điểm khác nhau nhưng cùng chung triệu chứng. Mặc dù đội ngũ bác sĩ tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình cứu chữa. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, trong ngày 11 tháng 10 có 18 cháu ở đây được tiêm chủng vaccine viêm gan B cùng lô thuốc này. Hiện 16 cháu không có diễn biến gì bất thường. Thưa quý vị, một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại Vĩnh Long. Một gã thanh niên sau khi bù khú rượu chè đã ghé mua bánh mì của một người đàn ông trung niên. Quá trình mua xảy ra cự cãi và điều gì đã xảy ra, mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi uống rượu, Nguyễn Việt Thái, 21 tuổi, tạm trú tại phường 5 thành phố Vĩnh Long, đi đến đường Trần Đại Nghĩa, phường 4 thành phố Vĩnh Long để mua bánh mì của ông Nguyễn Công Lợi, 54 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Vĩnh Long, đang bán tại đây. Trong lúc mua bánh mì, giữa Thái và ông Lợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi xô xát. Ông Lợi bỏ chạy vào trong quán cà phê gần đó để trốn, nhưng Thái vẫn tiếp tục đuổi theo và lấy con dao cắt bánh mì đâm vào cổ ông Lợi, gây thương tích nặng. Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng mất máu nhiều, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh. Sau khi gây án, Thái mang theo hung khí trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân phát hiện. Hôm qua, công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ đối tượng Thái về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin nóng tiếp theo mà nhóm phóng viên chúng tôi thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận được vào sáng ngày hôm nay liên quan đến cái chết bất ngờ của người đàn ông quê ở Sóc Trăng. Thưa quý vị, đây chính là hiện trường của vụ việc. Địa chỉ tại hẻm 94 đường An Phú Đông 9, phường An Phú Đông, quận 12. Khoảng 4 giờ sáng nay, người dân đã nhìn thấy thi thể của nạn nhân. Ghi nhận từ hiện trường của vụ việc ra sao, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 17 tháng 10, Công an quận 12 cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Lê Tuấn Vũ, khoảng 35 tuổi, quê Sóc Trăng. Nạn nhân bị bắn chết, trên đầu có vết thương xuyên thấu. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân cùng nhóm bạn ở nơi khác tới đây chơi. Bước đầu thông tin ghi nhận là do chủ nhà bất ngờ cầm súng cướp cò, khiến viên đạn văng trúng anh Vũ. Sau khi thấy anh Vũ tử vong, một số người đã kéo thi thể ra để trước nhà rồi bỏ đi. Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm cố tình sát hại anh Vũ hay là nghi phạm nghịch súng khiến súng bị cướp cò. Công an đang vận động nghi phạm và những người có liên quan ra đầu thú. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhập biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh. Theo đó, đối tượng có tên là Nguyễn Thái Sơn, tức Sơn Xà Beng, bị bắt giữ tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm cho biết thực hiện hành vi trộm cắp một mình, không có đồng phạm. Và trước đó thì khoảng 20 giờ 41 phút ngày 14 tháng 7, đối tượng này đã đột nhập vào nhà Nhật Kim Anh ở khu dân cư Camellia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ sau 20 phút, hắn đã lấy xà beng cậy phá hai chiếc két sắt, lấy đi tài sản. Theo như trình báo thì Nhật Kim Anh cho biết cô bị mất 100 lượng vàng, nhẫn kim cương, 500 triệu đồng tiền mặt, ước tính tổng trị giá tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cho biết những người thu mua vàng kim cương của nghi phạm cũng đang được mời lên để làm việc. Thưa quý vị, câu cửa miệng quen thuộc của nhiều người dân hiện nay là ăn cái gì cũng thấy sợ.
những thông tin về nhiều loại thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, được ngâm thêm cả hóa chất như là thịt hôi thối, giá, măng chua, rau, trái cây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Để phần nào ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng các địa phương vẫn luôn thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Và mới đây thì vào chiều ngày hôm qua, Công an huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các ngành đã kịp thời ngăn chặn 4,4 tấn xoài không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuần tra thị trường. Cụ thể, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường DT-841, tổ công tác gồm đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động phát hiện ô tô biển số 67C08528 do ông Triệu Thành Chí, sinh năm 1964, ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, vận chuyển tổng số hơn 4,4 tấn xoài tươi. Tại thời điểm kiểm tra, ông Chí không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc. Qua xác minh, số xoài trên là của ông Võ Văn Hiếu, ngụ xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thuê ông Chí chở thuê. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng hóa buộc tiêu hủy. Ngoài ra, ông Võ Văn Hiếu còn bị xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng về tội kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cũng liên quan đến trái xoài tươi, nhưng không phải là xoài không rõ nguồn gốc, mà là một cơ sở chuyên sản xuất nông sản thực phẩm, trong đó có xoài ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên xả nước bẩn gây ô nhiễm nghiêm trọng rạch Múc Chuồng. Thưa quý vị, cơ sở mà Diễm Loan vừa nhắc tới là cơ sở chuyên sản xuất nông sản thực phẩm Khang Lộc, xã Thuận An, thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Dù đã từng bị phạt và đình chỉ hoạt động, nhưng đâu vẫn vào đó. Và hiện những gì cơ sở này gây ra đang đe dọa hàng trăm hecta vườn cây ăn trái của người dân trong vùng. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Minh, đơn vị này đã lập biên bản buộc cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm Khang Lộc ngừng xả nước thải ra rạch Múc Chuồng. Ngành chức năng cũng đã lấy mẫu nước để kiểm tra. Được biết, cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm Khang Lộc chuyên sản xuất xoài tươi. Đây là lần thứ hai cơ sở này xả thải ra môi trường. Lần trước, cơ sở đã bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng. Tuy nhiên, điều khiến người dân lo lắng là đến nay họ vẫn chưa biết nguồn nước thải này có độc hại hay không. Bà con mong rằng ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sớm có kết luận và đưa ra những giải pháp khắc phục. Thưa quý bà con, đây là hình ảnh của 4 năm về trước, khi mà hàng tấn hành tím của các nông dân tại tỉnh Sóc Trăng phải nằm chất đống do các cơ sở thu mua không tìm được đầu ra, chưa kể là giá thu mua xuống đến mức cực thấp và ngành chức năng phải loay hoay tìm cách để giải cứu. Vâng, đó là câu chuyện đã cũ. Còn bây giờ, nếu về thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, quý vị sẽ được nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của nông dân trồng hành tím nơi đây. Bằng cách thay đổi phương pháp, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến mà hiện tại thì nguồn thu từ hành tím đã mang lại lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt là bà con đã không còn nỗi lo sợ của củ hành tím bị hư úng mỗi khi mùa mưa đến nữa, phải không Diễm Loan? Đúng là như vậy. Ngay bây giờ thì mời bà con và quý vị theo chân phóng viên đến tận địa bàn để tìm hiểu về mô hình trồng hành tím đang mang lại hiệu quả này nhé. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân có thể trồng hành tím trong cả mùa mưa. Theo đó, nhiều diện tích hành đã được khuyến cáo trồng theo quy trình Việt Gáp, trồng hành trên liếp cao, bờ bao vuông tôm giúp hành không bị úng nước, thối rễ. Đặc biệt, mô hình trồng hành trong nhà lưới được chi cục hướng dẫn người dân mang lại hiệu quả cao, đang được nhân rộng. Đây là mô hình nhà lưới đầu tiên của thị xã Vĩnh Châu, được sự hỗ trợ của chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng. Tài trợ đông diện tích khoảng là 500 m², chi phí là 20 triệu. Quy trình canh tác, tôi canh tác phân sinh học, hữu cơ sinh học cũng được là năng suất cao. Trồng hành trong nhà lưới vào mùa mưa sẽ giảm được sự ảnh hưởng của nước mưa, mùa nắng hạn giảm được sự bốc hơi nước, ngoài ra còn giảm được sâu bệnh, nhất là sâu xanh da láng, là đối tượng dịch hại nguy hiểm trong vùng trồng hành. Đặc biệt, hành tím trong nhà lưới chỉ sử dụng phân hữu cơ nên tiết kiệm được phân bón, thuốc hóa học, sản phẩm an toàn, chất lượng. Sự cố nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm đã dẫn đến những tác hại vô cùng nghiêm trọng đối với cuộc sống của người dân thủ đô. Từ ngày 10 tháng 10 cho đến hôm qua, người dân ở khu vực nhiễm bẩn phải sống trong tình cảnh không khác gì với thời kỳ bao cấp. Đó là họ phải xách từng thùng, từng xô đứng chờ xe cấp nước sạch từ sáng cho đến tận đêm khuya. Theo như Công ty Nước sạch Hà Nội, chỉ từ 16 đến 21 giờ ngày 15 tháng 10, doanh nghiệp này đã tiếp nhận trên 2.000 cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ được cấp nước. Còn vào ngày hôm qua, nhà máy đã đồng loạt xả van cung cấp nước cho các xe tét chở tới các khu dân cư ở xa và mở cửa để người dân xung quanh tới lấy nước sạch về sinh hoạt. Đây là những hình ảnh phóng viên chương trình ghi nhận được tại một khu chung cư cao cấp thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội lúc 10 giờ sáng. Như quý vị thấy, xô chậu, nồi niêu, thậm chí là thùng rác, thùng giấy bọc ni lông cũng trở thành dụng cụ để chứa nước sạch. Ở chung cư ấy, thì ít nhà nó có những cái như là xô chậu,
thì mình phải tận dụng những cái gì có thể, nên là mình cũng phải dùng cái túi này và bọc này, đây phải có túi ni lông này, chứ không có gì để đựng cả. Thì giờ tôi mới đi lấy thì có mỗi 3 cái xô này, thì cứ biết lấy 3 cái xô này đã, còn thì sử dụng đến bao giờ thì tôi cũng không biết, bởi vì không biết họ cung cấp đến hôm nào. Đấy. Người lớn, trẻ nhỏ và thấp thoáng cả những bộ trang phục công sở cũng tranh thủ xin nghỉ làm để về nhà lấy nước sạch. Có gia đình tôi có em bé nên tôi buộc phải tạm dừng cái công việc ở công ty, ở cơ quan để về đây cùng với cả mọi người hỗ trợ, thậm chí là có thể nói với bạn bè và anh em cùng tầng của mình, hàng xóm của mình để mình hỗ trợ cùng với cả các bạn. Do xe chở nước đến vào giờ hành chính nên nhiều gia đình không thể lấy được nước sạch miễn phí. Giải pháp là đành mua nước lọc đóng chai dùng qua ngày. Tôi có nghe thấy thành phố cấp nước sạch cho từng hộ gia đình đấy. Thế nhưng mà nhà tôi neo người quá, chẳng qua đi lấy được. Thôi đi mua mấy bình về, mỗi ngày đi mua về cho nó yên tâm. Một chiếc xe này tính cả thời gian nhận nước, cấp nước, di chuyển mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Công ty nước sạch Hà Nội bố trí 5 xe phục vụ nước sạch miễn phí. Như vậy một ngày có tối đa khoảng 30 chuyến xe cấp nước. Trong khi đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có 2.000 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ cấp nước sạch. Sau khi mà bị ô nhiễm đến bây giờ 6 ngày mới có một tét nước để trở đến để phục vụ nhân dân thì nó như mối bỏ bể, không có đáng kể. Vì vậy là chúng tôi có kiến nghị như này, cái việc làm này của công ty cấp nước cũng như chính quyền từ thành phố cho đến quận là phải có trách nhiệm đối với cư dân chúng tôi. Bây giờ sẽ là quá chậm trễ và không kịp thời cho cư dân chúng tôi lấy nước để sinh hoạt hàng ngày. Mất nước, nước được cấp vẫn có mùi, nước sạch thì như muối bỏ bể. Người dân thủ đô tại các quận bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Và giải pháp tình thế của họ lúc này là đi mua nước đóng chai tại các cửa hàng và siêu thị về dùng, thưa quý vị. Một bịch nước, hai bịch nước, một xe đẩy chở đầy nước. Chỉ trong ngày 16 tháng 10, siêu thị này đã bán hết 10.000 thùng nước, loại chai 1,5 lít, gấp 20 lần so với ngày thường. 21 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 10, lượng người xếp hàng dài mua nước vẫn đông. Trẻ con cũng được huy động đi xách nước, người lớn tranh thủ nghỉ phép về chuẩn bị nước. Có mùi ạ, thì qua cái máy lọc, không yên tâm ạ. Kéo dài như này thì không biết sống như nào. Sinh hoạt kiểu như là rửa mặt hoặc đánh răng cá nhân thôi thì mua một lượng ít, còn tắm rửa thì chắc là dùng ở nơi khác. Vệ sinh về trước khó khăn đấy, là vì nước bây giờ không có trực tiếp nên là phải mua tạm nước này để ăn nên là rửa, còn tắm không biết ngày mai khắc phục ở đây có giải quyết được không. Bất đắc dĩ siêu thị đã phải áp dụng hình thức đăng ký, tức là khách hàng đăng ký mua số lượng nước rồi gửi tới phòng dịch vụ để các nhân viên ngày mai mang nước lên giao tại chung cư. Trong khi đó, phá bên ngoài, những xe nước được khách chờ đặt mua chồng chất, xếp hàng dài dằng dặc. Tính đến thời điểm hiện tại thì chắc đây là cái đợt tăng đột biến nhất mà chúng tôi từng gặp. Như anh chị có thể thấy ở đây thì lượng khách hàng đang càng ngày càng tăng, thì dự kiến có thể sẽ phải tăng đến 30% so với những ngày trước đó nữa. Và sắp tới đây chúng tôi cũng đang đặt thêm một đơn hàng hơn 10.000 thùng nữa và dự kiến là trong ngày mai là sẽ về siêu thị. Nước ra đến đâu, hết đến đó và dự kiến những ngày tiếp theo cũng vậy. Nếu không có giải pháp mở lại nguồn nước sạch cho người dân thì khủng hoảng về thiếu nước này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế khác tại thủ đô. Thưa quý vị, sau khi lau rửa bể chứa, xúc xả đường ống, vào khuya ngày 16 tháng 10, công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông. Việc cấp nước sạch trở lại của nhà máy nước sông Đà nhằm giải quyết tình thế trước mắt cho người dân có nước sinh hoạt. Còn về chất lượng của nguồn nước, hiện thành phố Hà Nội vẫn chỉ đạo các bên liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra, xét nghiệm để có kết quả cuối cùng về chất lượng nước.